Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defend, ngoài tình hình nóng trong im lặng ở khu vực Biển Đông liên quan tới các vấn đề đối với an ninh Việt Nam, cũng nổi lên một câu chuyện tranh cãi về dự án xây dựng kênh đào Phù Nam Tây Châu của Campuchia. Cho những ai chưa biết, theo truyền thông Campuchia, kênh đào Phù Nam Tây Châu dự kiến dài 180 km nối cảng sông Phnom Penh với vịnh Thái Lan ở tây nam nước này. Dự án này đi qua các tỉnh Kanda, Ta Keo, Kampot và Kép. Trước đây, dự án này mang tên Hệ thống giao thông và hậu cần sông Ba Sắc. Tại phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Quốc hội Campuchia ngày 19 tháng 5 năm 2023, dự án được đặt tên lại là kênh đào Phù Nam Tây Châu. Một tài liệu Campuchia trình lên Ủy hội sông Mekong vào tháng 8 năm 2023 cho biết kênh Phù Nam Tây Châu sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2028. Việc xây dựng dự kiến bắt đầu vào cuối năm 2024 với chi phí ước tính khoảng 1,7 tỷ đô. Theo thiết kế, kênh Phù Nam Tây Châu sẽ rộng 100m ở thượng nguồn, 80m ở hạ lưu và có độ sâu nhất quán là 5,4m. Hồi tháng trước, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định kênh đào Phù Nam Tây Châu sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 1,6 triệu người sống dọc theo con kênh và tạo ra nhiều lợi ích khác cho sự phát triển của quốc gia. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ thu hút các ngành công nghiệp và cơ sở vật chất khác đến khu vực, mang lại nhiều việc làm cho người dân địa phương sau khi hoàn thành việc xây dựng. Ông Hun Manet cũng cho biết kênh đào Phù Nam Tây Châu sẽ do các đối tác xây dựng Trung Quốc xây dựng theo hình thức BOT, có nghĩa là chính phủ có thể kêu gọi các công ty tư nhân bỏ vốn xây dựng trước thông qua đấu thầu, sau đó khai thác vận hành một thời gian và sau cùng là chuyển giao lại cho nhà nước sở tại. Thông tin này ngay lập tức đã khiến dư luận quốc tế và khu vực bất an. Cụ thể, theo hãng tin AFP của Pháp, các học giả cho rằng kênh đào Phù Nam Tây Châu có thể tạo điều kiện thuận lợi để tàu chiến Trung Quốc di chuyển. Còn hãng tin Bloomberg của Mỹ cho biết có các ý kiến lo ngại về tác động môi trường của dự án, bao gồm khả năng chuyển hướng dòng nước khỏi sông Mekong. Trước các thông tin xôn xao dư luận trong và ngoài nước, tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày 11 tháng 4, phản hồi với thông tin Thủ tướng Campuchia Hun Manet mới đây tuyên bố nước này sẽ thúc đẩy kênh đào Phù Nam Tây Châu. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các nước ven sông Mekong. Ông Việt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác để quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn nước sông Mekong vì sự phát triển của các cộng đồng người dân trên lưu vực, tương lai của thế hệ mai sau và tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia ven sông. Ngoài ra, ông Việt cũng cho biết phía Việt Nam cũng rất quan tâm đến dự án kênh đào Phù Nam Tây Châu. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã đề nghị phía Campuchia phối hợp chặt chẽ trong việc chia sẻ thông tin và đánh giá tác động của công trình đối với tài nguyên nước, môi trường sinh thái khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông và người dân sinh sống trong khu vực. Trước phản ứng từ hướng Việt Nam và cộng đồng quốc tế, chính quyền Campuchia cuối tuần qua đã lên tiếng trấn an các đối tác và các nước láng giềng. Thủ tướng Hun Manet tái khẳng định rằng Phù Nam sẽ thúc đẩy nền kinh tế đất nước mà không gây ra mối đe dọa an ninh nào cho các quốc gia khác. Hãng tin Khmer Thang của Campuchia cũng lưu ý tuyên bố của Thủ tướng Hun Manet được đưa ra sau bài báo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông Việt Nam và các nhà nghiên cứu phê bình cho rằng kênh đào Phù Nam Tây Châu không chỉ phục vụ nền kinh tế Campuchia mà còn là một bước đi chiến lược của Trung Quốc nhằm vào hạ lưu sông Mekong. Báo Campuchia nêu quan điểm của hai nhà nghiên cứu từ Viện Phát triển Nghiên cứu Phương Đông của Việt Nam lo ngại rằng tuy kênh đào thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội nhưng cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự hiện diện quân sự của Trung Quốc sâu trong lãnh thổ Campuchia gần biên giới Việt Nam. Trấn an các nhà lãnh đạo Việt Nam về vấn đề này, Thủ tướng Hun Manet nhắc lại rằng Campuchia không có thái độ thù địch với bất kỳ quốc gia nào. Chúng tôi cam kết làm bạn với tất cả các nước. Chúng tôi không coi bất kỳ quốc gia nào là kẻ thù, ông Hun Manet tuyên bố. Chính quyền Campuchia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet hiện xem dự án kênh đào Phù Nam là một phần trong kế hoạch cải tổ hậu cần sâu rộng, nhằm giảm tới 30% chi phí vận chuyển, qua đó giúp Campuchia có thể cạnh tranh trong các lĩnh vực xuất khẩu quan trọng của đất nước như dệt may hay nông sản. Cần lưu ý rằng không chỉ Việt Nam nêu quan ngại về kênh đào Phù Nam. Nếu đúng theo Hiệp định Mekong năm 1995, các dự án ảnh hưởng đến dòng chính phải được Ban Thư ký Ủy ban sông Mekong MRC đánh giá kỹ thuật và ghi nhận ý kiến đóng góp từ các quốc gia thành viên bao gồm Việt Nam, Lào, Thái Lan. Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh sẽ không cho phép đất nước của mình được sử dụng làm căn cứ cho một quốc gia khác, chứ đừng nói tới một căn cứ quân sự. Theo ông, các hoạt động thù địch chống lại quốc gia khác không được phép tiến hành từ Campuchia. Hiến pháp Campuchia không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của mình và Campuchia không có tham vọng hay ý định đảo ngược hiến pháp của chúng tôi. Chúng tôi không cho phép bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Campuchia, ông Hun Manet khẳng định.
Nhà lãnh đạo nói thêm rằng kênh đào không thể tiếp nhận các chiến hạm bị cáo buộc. Cụ thể, các tàu chiến không thể sử dụng kênh đào Phù Nam Tây Trồ vì chúng lớn hơn sức chứa của kênh và kênh đào được sử dụng chỉ để phục vụ các tàu chở hàng. Một lần nữa, Thủ tướng Hun Manet nói kênh đào sẽ được xây dựng vì lý do kinh tế chứ không phải cho mục đích quân sự của nước ngoài. Cùng với đó, dự án đã trải qua quá trình nghiên cứu kéo dài 26 tháng bởi ít nhất 40 chuyên gia nhằm thiết lập công nghệ ngăn nước biển xâm nhập vào sông Mekong từ kênh, đồng thời tuân thủ chặt chẽ luật pháp quốc tế về sông Mekong. Không chỉ Thủ tướng Hun Manet, cha của ông, người từng là Thủ tướng Campuchia hàng thập kỷ và hiện là Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen, tuần vừa rồi cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng siêu dự án kênh đào Phù Nam Tây Trồ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Hải quân Trung Quốc hoạt động gần biên giới Việt Nam. Nhận xét của ông Hun Sen như là một lời đáp trả bài báo của The Shy Time có tựa đề Người Việt Nam lo ngại rằng dự án kênh đào ở Campuchia có thể là cửa ngõ tiềm năng cho lực lượng quân sự của Trung Quốc. Đáp lại, ông Hun Sen nhấn mạnh rằng không nên chỉ trích Campuchia vì dự án kênh đào Phù Nam Tây Trồ vì nó chỉ phục vụ cho mục đích kinh tế xã hội. Theo ông, do kênh đào này nối trực tiếp với sông Hậu chứ không phải sông Mekong nên không ảnh hưởng đến dòng chảy sau này. Nói về lợi ích kinh tế, trước đó, hồi cuối tháng 1, tờ Khmer Times dẫn lời một đại diện chính phủ Campuchia tuyên bố kênh đào Phù Nam Tây Trồ không chỉ là kỳ công về xây dựng của Campuchia mà còn là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Vị này nhắc lại lập trường của chính phủ Campuchia khẳng định dự án kênh đào Phù Nam Tây Trồ sẽ không ảnh hưởng đến Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào ngoại trừ việc mất nguồn thu phí từ vận chuyển hàng hóa Campuchia qua đường thủy của Việt Nam. Ông Rim Sokvi, nhà nghiên cứu độc lập ở Campuchia, bình luận trên tạp chí điện tử Think China. Hiện nay, Campuchia phụ thuộc vào cảng Việt Nam để nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc và xuất khẩu thành phẩm sang Mỹ cùng các nước phương Tây khác. Do đó, với kênh đào Phù Nam Tây Trồ, Campuchia sẽ có thể vận chuyển hàng hóa ra biển mà không cần trung chuyển qua Việt Nam. Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam cho biết, kể từ khi Hiệp định Vận tải Đường Thủy giữa hai nước có hiệu lực tháng 1 năm 2011, hai nước đã làm thủ tục cho gần 78.000 lượt tàu bè, hơn 406.000 lượt thuyền viên và khoảng 20 triệu tấn hàng hóa thông quan. Ông Sonaro, đặc phái viên của Thủ tướng Campuchia phụ trách các vấn đề ASEAN khẳng định, đây là dự án quan trọng đối với Campuchia, quốc gia trong một thế kỷ không có tuyến đường trực tiếp từ sông ra biển. Thời gian qua, hàng hóa của Campuchia đã phải đi qua Việt Nam. Ông Naro nói thêm rằng, kênh đào Phù Nam Tây Trồ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Campuchia, bao gồm việc giảm thời gian, khoảng cách và chi phí vận tải hiện tại, hình thành các khu thương mại và trung tâm hậu cần, cũng như phát triển các cảng mới. Nước này kỳ vọng kênh đào sẽ mở đường cho việc mở rộng hơn nữa các lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản, tạo thêm nhiều việc làm tại cảng Sihanouk Vinh, cảng tự trị Phnom Penh. Ngoài ra, kênh đào Phù Nam Tây Trồ là dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn mới nhất nhằm biến Campuchia thành một trung tâm kinh tế và logistics mới trong khu vực. Ông John Jip Weran, trưởng bộ phận đầu tư bất động sản tại quỹ Bera Capital nhận định dự án kênh đào Phù Nam Tây Trồ sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho ngành logistics của Campuchia vì nó sẽ tác động đến việc phân phối lượng container giữa cảng nước sâu Sihanouk Vinh và cảng tự trị Phnom Penh. Nhiều hàng hóa hơn sẽ được chuyển qua các cảng địa phương của Campuchia khi bắt đầu sử dụng kênh đào.